Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 305 bộ truyện Nắm Thiên Cơ Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé Tả Tiểu Đa bay qua lớp sương mù dày đặc với tốc độ cao. Khi nhìn thấy người, lại chính là Lý Thành Long và Vũ Y Nhi mồ hôi đầm đìa như mưa, đè đối thủ xuống mà điên cuồng đánh đấm. Xoẹt, một tấm thiên cơ phê lệnh bay qua. Tả Tiểu Đa thở vào một hơi. Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn chưa bị đánh chết. Điều mà Tả Tiểu Đa lo lắng không phải là bọn người Lý Thành Long, mà chính là đối thủ tuy mệnh tinh quân chủ nhân cung đệ nhất, tinh quang phủ, nam đẩu. Hắn vừa nhận được hai điểm khí vận, chứng minh cho sự thật này. Tả Tiểu Đa trong lòng hiểu rõ, khẳng định một vị thiên quân nào đó đã bị người ta giết mất. Điều này cũng dẫn đến việc hắn chỉ nhận được hai điểm khí vận cơ bản từ người bị nhập hồn ban đầu. Còn nếu chết trong tay kẻ khác, vị tinh quân không nhận được thiên cơ phê lệnh kia, đáng ra phải có 700 điểm khí vận lại vĩnh viễn bay mất đã Tiểu Đa bày tỏ sự đau lòng khôn xiết tự tận đáy lòng vì chuyện này. Bụng xỉn như hắn, động tác tất nhiên là càng lúc càng nhanh. Bởi vì bây giờ có rất nhiều người đã được giải thoát. Những kẻ này sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu họ có thể tự mình giải quyết, chắc chắn sẽ không bao giờ chờ hắn đến giúp giải quyết dùm. Mà chỉ cần bất kỳ hai người trong số họ hợp lực, ít nhất sẽ có một trận hòa thậm chí còn có khả năng giết ngược lại tinh quân. Lúc này, lại thấy tinh quân đang đối chiến. Tả tiểu đa lao ra không nói lời nào, chỉ vùng lên đại trùy rồi bổ nhào tới, khai triển sát chiêu thiên hồn mộng yểm trùy, điên cuồng đánh. Người đi giúp kẻ khác đi, tên này bọn ta có thể giải quyết được, tin ta. Lý Thành Long hét lên. Tả tiểu đa xông lên như không nghe thấy hung hăng lao vào cuộc chiến, vừa ra tay đã đánh không ngừng 3.600 nhát chùy. Ta còn không biết các người có thể giải quyết được sao, ta đâu có mù. Vấn đề là nếu ta không ra tay, 700 điểm khí vận trước mắt này lại bay mất. Chuyện này thật sự không liên quan đến việc có tin tưởng nhau hay không, mà nó là một lượng lớn khí vận đấy. Sau 3.600 nhát chùy đã biến vị ti mệnh tinh quân này bị nổ tung ầm ầm hóa thành tro bụi. 700 điểm khí vận đến như mong chờ. Lý Thành Long không thèm để ý việc bị chùy của tải tiểu đa nện tới, ôm kiếm, nét mặt chán nản. Ta đã nói rồi, bọn ta nắm chắc phần thắng trong tay. Cớ gì, người phải quản lắm chuyện như vậy. Sao không ngay tức khắc đi giúp những người khác đi? Nói nhảm mà làm gì? Phải tốt chiến tốt thắng. Còn có người khác. Tải Tiểu Đa cũng không giải thích, vừa người bay đi. Gặp phải chuyện khó khăn thì đừng có liều mạng phải ổn định vững vàng, đợi ta đến rồi hãy nói. Lý Thành Long không còn cách nào khác đành phải nhìn Vũ Yên Nhi thu lấy khí vận long Sau đó mỗi người mỗi ngã ai đi đường nấy. Có thể giải quyết thì ai mà thèm đợi ngươi. Có nhìn thế nào thì cũng có cảm giác như đang đến cướp công người khác. Nhưng mà việc này thì có công lao gì chứ, đến mức gấp gáp như vậy sao? Ở phía bên kia, Cao Sảo Nhi vừa đến đã gặp Trịnh Thanh Ngưng cao xảo nhi thì không sao nhưng trình thanh ngưng thì có vẻ hơi thất vọng người nàng muốn gặp nhất là tả tiểu đa có thể giết tả tiểu đa là mục tiêu theo đuổi cả đời của nàng và cũng là mong muốn lớn nhất của nàng ta nhưng sau khi giao chiến đừng nói đến tả tiểu đa nàng thậm chí còn không phải là đối thủ của cao xảo nhi chỉ với một chiêu là đã gần như bị giết sợ dị phải nói là gần như đại để là vì vị tinh quân nhập hồn kia nhanh chóng ra tay, mới khiến nàng thoát được một kiếp. Sau đó vị vũ khúc tinh quân nhập hồn này chuẩn quản thân thể, nhất thời đè lấy Cao Sảo Nhi xuống. Thế nhưng, Cao Sảo Nhi vô cùng thông minh. Sau thời gian đánh nhau ngắn ngủi đã biết, chính mình tuyệt đối không phải kẻ địch của người này. Quả nhiên xem xét tình thế còn sớm hơn cả vạn lý tú, lập tức thay đổi cách đánh tấn công chớp nhoáng lực của ta đã không bắt kịp, vậy thà đấu trí chứ không đấu lực. Trái tránh, phải trốn, chiêu thức tránh địch ở mức độ lớn nhất, tránh chính diện sống mái với kẻ địch. Mà thân pháp của Thái âm tinh quân truyền thừa cho Cao Xảo Nhi, cực kỳ linh hoạt, phiêu miểu vạn đoan. Tổng hợp với tu vi của bản thân kia, vẫn luôn chợt tránh, chợt tấn công trong chớp nhoáng. Dù tu vi của võ khúc tinh quân càng hơn xa, cũng đành bất lực với nàng cuộc diện tạm thời lâm vào thế nhằn co. Nhưng không gian trước mặt, trước sau vẫn có giới hạn đặc biệt. Võ khúc tinh quân chính là người có nghiên cứu đối với võ học rộng rãi nhất trong các vị tinh quân. Thật mau biết ý đồ của Cao Sảo Nhi. Thi triển vô số chiều pháp ép sát từng bước, từng tức, từng phần, giảm đi không gian hoạt động mà Cao Sảo Nhi có thể sử dụng. Cứ như vậy, cho dù Cao Sảo Nhi lại trơn trượt đến thế nào người cuối cùng lạc bại thân vong, bẩn nhất định là nàng. Nhưng sự khổ sở chống đỡ của Cao xảo Nhi lại kéo dài thời gian chịu đựng qua ròng rã một giờ. Dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của võ khúc tinh quân, lúc Cao xảo Nhi tưởng chừng không thể nào tiếp tục được, tả tiểu đa hùng hổ chạy tới. Tả lão đại, cẩn thận! Cao xảo Nhi vui mừng khôn xiết mồ hôi đổ nhễ nhại lùi về sau, vừa la to đối phương là võ khúc tinh quân, chưa pháp vạn biến, phiền phức vô cùng. Tả Tiểu Đa vươn tay lấy ra một tấm thiên cơ phê lệnh, trên miệng cười nói. Không sao, hắn có ngàn chiêu vạn pháp, tự ta đánh từng trụy, xem ta đập chết hắn ta. Tả Tiểu Đa! Một giọng nữ tràn đầy phẫn hận phát ra từ trong miệng cô gái bị võ khúc tinh quân nhập vào người. Ninh Khuynh Thạnh, thì ra là ngươi. Tả Tiểu Đa cười một tiếng thản nhiên. Người thật vất vả trốn thoát, giữ được một cái mạng. Lại cứ hết lần này tới lần khác tới đây chịu chết. Quả nhiên tự tạo nghiệt thì không thể nào sống tiếp. Nhưng cũng đừng nên trách ta. Đường hoàn tuyền âm mưu, thứ cho ta không tiễn đi xa. Ninh Khuynh Thành phẫn hận nói. Mặc dù bị ngươi giết, cũng là tụ họp với người ninh gia dưới cửu tuyển Dù sao, so với làm một cô bé mồ côi không nơi nương tựa trên đời này, thì còn tốt hơn vừa nói đã lau đi lớp hóa trang lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt tuyệt thế trước mặt như vậy ngay cả cao xảo nhi nhìn cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ ta thấy mà thương xót cô gái này thật sự là quá đẹp gần như chính là đẳng cấp giống như tiểu niệm tỷ nhưng trong lòng tả tiểu đa khi này căn bản không có ý nghĩ thương hương tiết ngọc trên dưới cả người hắn cũng không có nửa tế bào hạ thủ lưu tình đối với phụ nữ hoặc có thể nói phụ nữ xinh đẹp trên đời này, trừ lác đác mấy người tả tiểu niệm có thể làm cho tả tiểu đa vì sắc mà không xuống tay được, thì một người đều không có. Nói tả tiểu đa lan tâm như sắc, đó đều là lời nịnh hót, vì hắn gần như chính là không có tim. Ta bị mù mắt, hoàn toàn nhìn không ra phụ nữ đẹp hay là không đẹp. Trong một lần tán gẫu, Tải Tiểu Đa từng nói như vậy. Khi đó đám người Long Vũ Sinh đều ở đó, mọi người hỏi. Vậy ngươi nhìn chị dâu tiểu niệm tỷ có đẹp hay không? Tả Tiểu Đa giọng giạc đáp. Thật sự nhìn không ra, nếu không phải từ nhỏ nàng đã theo đuổi ta, si mê theo đuổi ta nhiều năm như vậy, thì làm sao mà ta rung động được? Trước sau gì cũng phải lập gia đình, cho nên mới tạm chấp nhận nàng. Còn chuyện có xinh đẹp hay không, lại có liên quan gì? lúc tải tiểu đa nói câu này hai chân bắt chéo dương dương đắc ý đắc chí vừa lòng hăng hái phấn khởi sau đó hắn đã bị trào phúng bị trào phúng cũng không quan trọng tải tiểu đa là dựa vào võ lực mạnh mẽ đánh cho tất cả những người có mặt một trận dữ dội đoạt lấy điện thoại di động xóa bỏ toàn bộ những video âm thanh vừa mới ghi vậy nên Ninh khuyên thành dù có đẹp hay không căn cứ vào lời tải tiểu đa tự mình nói là nhìn không thấy nhưng là mặc kệ là xinh đẹp hay không xinh đẹp, xuất hiện ở đây rồi, vậy chính là đang chết. Màu màu hóa thành từng mảng lớn, mảng lớn điểm khí vận cho ông đây mới là đúng đắn. Sau đó tải tiểu đa lập tức vác xong chùy xông lên. Đập đầu ngươi nát nát nhự, xem ngươi có còn xinh đẹp hay không. Võ khúc tinh quân không hổ là một đời võ tình. Chiến đấu với tải tiểu đa, làm tải tiểu đa có cảm giác, chính mình cảm thấy áp lực to lớn khác thường gần như so với tham lang tinh quân đều sẽ không kém là bao. Thế nhưng, sau khi trải qua thấm nhuận khoảng chừng mấy ngàn điểm khí vận, tả tiểu đa cũng đã không còn là tả tiểu đa lúc trước chiến đấu với tham lang. Vừa bắt đầu chính là triển khai toàn bộ hỏa lực, vùng tay một cái chính là mấy ngàn lã tả bay xuống. Tả tiểu đa và võ khúc tinh quân vừa đánh nhau đã là lăng lăng lộn lộn ác chiến liên tục hơn nửa canh giờ đứng trước độ nóng của cuộc chiến cao xảo nhi chẳng những hoàn toàn không thể xen vào hơn nữa còn muốn bịt tai trốn đi thật xa đầy mặt đều lộ ra đau khổ theo cuộc chiến kéo dài hai người bởi vì va chạm lẫn nhau mà sinh ra lực chấn động càng diễn biến càng khốc liệt đã làm cho toàn bộ không khí bị bể nát không biết bao nhiêu lần lấy tu vi thực lực của cao xảo nhi hiện nay rõ ràng không thể chịu được nói một cách công bằng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo sử dụng của võ khúc tinh quân mỗi một hạng còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc so với tả tiểu đa xuất ra đối với việc nắm chắc và không chế thời cơ chiến đấu cũng không phải là thứ mà tả tiểu đa có thể so cũng chính là về mặt lực lượng hoàn toàn rơi vào thế bất lợi nhưng chỉ có một chuyện làm cho võ khúc tinh quân tự bế không thôi theo cuộc chiến kéo dài dưới nhiều lần tiếp chiến thật sự Chính mình càng ngày càng phù hợp với thân thể đã đoạt xá, có thể phát huy uy năng lực lượng ở mức độ lớn nhất. Vô luận là tu vi, lực lượng, thực lực, đó đều là hợp đạo đỉnh phong thật sự. Đối đầu với một phi thiên đỉnh phong, còn phải sáp nhập kỹ xảo, kinh nghiệm, tự mình nắm bắt thời cơ. Mỗi một mục tiêu chiếm ưu thế, gia tăng ưu thế tối đa như vậy, là chỉ đối chiến với lực công kích bị hao tổn còn đánh không lại. Người nói thế này, phải nói lý lẽ ở nơi nào. Nền tảng bên trong của tên này rốt cuộc thâm hậu đến bao nhiêu mới có thể tạo thành tình huống hoàn toàn không hợp lý như vậy. Trong một giờ ác chiến này, võ khúc tinh quân chân chân chính chính bị đặt ở thế bất lợi, hoàn toàn không có khả năng xoay người. Hắn đã dốc hết toàn lực đối chiến, nhưng chùy của đối thủ thật sự quá mức phiền phức, phiền phức vô cùng. Võ khúc tinh quân vốn muốn dùng kỳ xảo và năng lực của mình ép chết đối phương, cho dù lấy một tháng mười, chính mình cũng thể phải lấy sự nhanh nhẹn đánh bại ngàn quân. Hắn nghĩ như vậy mà hắn cũng làm như vậy. Hơn nữa mặc kệ là bất kỳ tiền bối cao thủ nào, bằng kinh nghiệm từng trải, kiến thức, tầm nhìn mà xem. Hắn làm vậy đã cực kỳ phù hợp với tình hình trước mắt, cũng là chiến lược có thể thay đổi càng khôn, tiến tới đánh bại địch, giành chiến thắng. Thế nhưng, sau khi võ khúc tinh quân áp dụng chiến lược đúng đắn nhất trực tiếp tự ép khô tu vi toàn thân, trực tiếp ép đến một chút cũng không dư thừa. Mà đối phương hăng muốn ép chết vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, nét mặt hồng hào, hồ to chiến đấu kịch liệt, không hề giống đã trải qua quyết tử tàn sát trong thời gian dài, ngược lại giống như vừa mới uống thật toàn đại bổ hoàng. Mà cho tới tận khi này, sau khi mắt thấy đối phương đã lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục được tả tiểu đa rốt cuộc cũng lộ ra chút dung chân hỏa. Ngọn lửa ngút trời bốc lên. Qua mấy trận đấu liên tiếp này, lợi ích dành cho tả tiểu đa có thể nói là không gì sánh nổi. Hắn tự như một miếng bọt biển khô ráo to lớn, dùng hết sức hấp thụ kinh nghiệm, bỏ kỹ, chăm chỉ không biết mệt từ trên người mấy vị tinh quân, giống như cá mắc cạn kinh thôn hải hấp, đến mức hút cốt ép tủy. Nói chung, đối với tả tiểu đa mà nói, đây là một cơ hội vô cùng khó gặp. Quên đi tất cả, phát rồ một chút, cũng chẳng sao. Nam đẩu bắt đẩu 15 vị tinh quân, bất cứ một vị nào. Nếu như lấy thực lực chân chính của bọn hắn đối với tả tiểu đa, lấy hai đầu ngón tay là có thể ấn chết hắn dễ dàng, không khó hơn bóp chết một con kiến là bao. Nhưng bọn họ bây giờ đang dấn thân vào giữa thiên đạo bố cục, cho đến khi sau khi bị phụ thân tu vi mỗi người đều ở một trạng thái vô cùng lúng túng. Hợp đạo đỉnh phong Vốn dĩ với trình độ tu vi này, dưới thiên đạo bố cục, ở trước mắt người giới hạn tu vi cao nhất chưa đến phi thiên đỉnh phong này, đã đủ khống chế toàn cuộc, khống chế toàn bộ, có thể giải quyết toàn bộ khó khăn hiểm trở. Nhưng nơi nào nghĩ được là chỉ có sinh vật khác loại như tả tiểu đa, trực tiếp khiêu chiến vượt cấp, thậm chí chiến đấu thắng lợi. Mà loại người như tả tiểu đa còn không chỉ có một người. Mỗi người trong đội tả tiểu đa rõ ràng đều có tu vi phi thiên đỉnh phong, cùng với thực lực chiến đấu vượt xa ranh giới tu vi. Nếu không, sao lại có thể nỗ lực đọ sức với nhau, kéo dài đến khi có viện binh đến giúp. Nhưng thứ này ở trong mắt các vị tinh quân, lại quả thật là sự thật, mất trí khó tin. Bọn họ còn không biết, chính là với tả tiểu đa mà nói, có thể nói bọn họ là rất nhiều viên đá mài đao cực kỳ thích hợp, cực kỳ tiện lợi. Phi thiên đỉnh phong của tả tiểu đa, tu vi cơ sở rõ ràng còn hùng hậu hơn cả hợp đạo đỉnh phong. Hơn nữa tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm, đối mặt với đài trùy và sức mạnh cuồng mảnh như sóng biển của tả tiểu đa, trừ những kỹ xảo và kinh nghiệm truyền thụ cho tả tiểu đa, để tải tiểu đa học trộm, cư thế toàn bộ đều không có tác dụng. Yêu lực đã mất, vũ khí bản mệnh đã mất, Cuộc diện nghiền áp trong tưởng tượng xuất hiện đúng hạn, chẳng qua là chính mình bị nghiền áp ngược lại. Lúc tả tiểu đa điên cuồng nền đến chùy thứ 1200, võ khúc tinh quân rốt cuộc cũng học máu lùi bước, giới hạn của hắn đã đến rồi. Tả tiểu đa thừa thắng xông lên, chút dung chân hỏa càng phát ra mãnh liệt, tình không bất diệt thạch cũng theo đó xuất hiện, sắp tuyên án tử cho võ khúc tinh quân. Dừng tay! Võ khúc tinh quân hét to Ta sẽ tự động tiêu tán Đừng làm tổn thương cơ thể của cô gái này Tả tử đa đập xuống 300 chùy không chút lưu tình Không thể tưởng được Tinh quân là là một người thương hương tiếc ngọc Chỉ tiếc ta không phải Giọng nói của Ninh Khuynh Thành Cũng theo đó vang lên Tả tử đa ta có chuyện muốn hỏi ngươi Không cần thiết Tả tử đa trực tiếp xông tới Không cho giải thích các người đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Ta không hy vọng lấy được bất kỳ thông tin gì từ miệng các ngươi. Ta cũng không có nhiệm vụ nói cho ngươi. Bất kỳ chuyện gì. Bốn chữ cuối cùng nhấn mạnh từng chữ. Thế chùy giáng xuống như trời sập. Cơ thể đẹp đẽ thiên kiều mị của Ninh Khuynh Thành đã bị đập đến huyết nhục tung bay, nát thành mảnh nhỏ. Cao Sở Nhi thấy vậy đều giật giật khóe miệng. Mỹ nhân tuyệt thế như vậy ở trong tay tả tiểu đa vậy mà không có lấy một chút ưu đãi. Tình quang của võ khúc tinh quân mới vừa nổ tan ra, đã bị tải tiểu đa đuổi sát sau, ngay cỡ cơ hội mở miệng cũng không cho, trực tiếp bổ xuống 99 chùy đập nát. Cuối cùng, sau một tiếng nổ là kỳ vang, chỉ còn sót lại một tiếng thở dài nặng nề. Hối hận, không nghe lời văn khúc nói khi trước. 700 điểm khí vận, không xảy ra bất ngờ đúng hạn mà tới. Sau khi Ninh Khuynh Thành bỏ mạng, cũng có một mảnh khí vận mịt mờ giống như mộng trầm thiên bay lên xuất hiện. Chỉ có điều so với những thứ mộng trầm thiên phát ra sau khi chết, hiện ra càng tán loạn hơn. Dù sao Ninh Khuynh Thành cũng chỉ là thay đổi giữa chừng. Trên thực tế, nhân thủ tốt nhất của Tham lang Môn trong lần này hành động là Mạc Huyền Y. Chỉ tiếc, kể từ sau khi Mạc Huyền Y mất tích, bọn hắn đã không tìm được. Sau khi hết cách, mới để cho Ninh Khuynh Thành đảm nhận. Mặc dù không đến mức nói là thật giả lẫn lộn, nhưng cuối cùng lại không phải là lựa chọn tối ưu. Đến lúc này, 15 vị tinh quân Nam Đẩu Bắc Đẩu đã mất đi 10 người. Tình hình chiến đấu đến mức này quả nhiên là cực kỳ thảm thiết. Lại qua một giờ, Tả tiểu niệm và chân phiêu phiêu đã tiêu diệt cung chủ Nam Đẩu Thiên Lương, Diên Thọ Tinh Quân. Tại Tiểu Đa dẫn người bao vây tiêu diệt cung chủ Nam Đỗ Thiên Đồng, ít toán tinh quân và bắt đầu thư 8 tả phụ đồng minh tinh quân. Chiến tuyết quân trình diễn mũ ảo thuật, đánh chết bắt đầu thư 9 hữu bậc dẫn nguyên tinh quân. Nam Đỗ thứ sáu cuối cùng, cung chủ Thiên Cơ Cung, thường sinh tinh quân, cũng bị đám bốn người Lý Thành Long bị Nhất Bảo liên thủ đánh chết. Cuối cùng là giết Nhất Tôn Tinh Quân, chưa bị cạo đến trọc đầu. 15 vị tinh quân Nam Bắc Đẩu bị diệt toàn quân. Bốn quân cờ vương gia chuẩn bị, hai quân minh cờ, hai quân ám cờ, đều có thuốc cấm trên người, đang bùng nổ khí vận chi địa, rắp tâm thực hiện ý đồ. Nhưng khi đối mặt với đội ngũ của tả tiểu đa, ngay cả 15 đại tinh quân hợp đạo đỉnh phong đều có thể bị tiêu diệt. Bọn hắn bất quá chỉ là phù du lay cây, thật sự nhanh chóng bị tiêu diệt gọn gàng. Tả tiểu niệm từ lúc bắt đầu đã dốc sức tìm kiếm Lan Băng Nhụy. chi tiết đến cuối cùng không tìm được. Ngược lại chiến tuyết quân không hề quen biết Lan Băng Nhụy, lại tìm được nàng, nhưng lại vì khí vận long mà vương tay đánh nhau. Cuối cùng Lan Băng Nhụy trọng thương, chiến tuyết quân giành được khí vận long. Cũng trong chiến dịch quần long đặc mạch lần này là số ít chiến sự chưa từng xuất hiện người chết. Dưới hoàn cảnh tình hình đặc biệt của quần long đặc mạch, dưới ảnh hưởng của cuộc thiên đạo và cuộc tinh đấu, thói hư thật xấu trong lòng mỗi người có thể đều bị phóng đại vô hạn. Nhất là đám người hâm mộ ghen tị oán hận tả tiểu đa, tính nhắm vào càng bị phóng đại đến cực hạn. Việc này cũng làm cho đám người tả tiểu đa trong quần long đặc mạch bị nhắm vào nhiều nhất. Cũng chỉ bởi vì thân phận con trai của người tọa tuần thiên này, một tên quan dị đại siêu cấp, một kết quả bất thường được xây nên bởi nhân mạch tài nguyên. Có bản lĩnh thật sự gì chứ? nếu như cha ta là ngự tọa tuần thiên ta nhất định sẽ mạnh hơn hắn không thể không nói loại tâm thái suy nghĩ này rất dễ hiểu rất nhiều người đều đang nghĩ như thế nhưng có một điểm khẳng định là lúc người nghĩ vậy đã phủ nhận tất cả nỗ lực của người khác thậm chí làm cho yêu ma hóa đồng thời cũng đặt chính mình trên vị trí tương đối không công bằng thậm chí đám người lý thành long cũng bị hiểu thành đám cặn bã rác rưởi chẳng qua là vì lấy lòng con trai người tọa tuần thiên, tự mình làm tay sai đi theo sau lưng nịnh bợ tân bốc, cho nên mới đạt được một chút lợi ích thực tế. Loại nịnh hót này là làm cho người ta buồn nôn nhất. Toàn thế giới chỉ có bọn hắn là biết nịnh hay sao. Dựa vào cái gì ta cố gắng như vậy, nhưng vẫn không đuổi kịp mấy tên cặn bã rác rưởi chỉ biết nịnh hót các người. Nếu đổi lại là ta, tài nguyên ích lợi cung cấp như nhau, ta nhất định càng xuất sắc hơn loại tâm tính này cũng rất có thị trường. Dưới tâm thái vặn vẹo như thế, bị hoàn cảnh đặc biệt phóng đại lên nhiều lần. Không gặp được mấy người tả tiểu đa thì thôi, chỉ cần gặp được. Mỗi người đều như soi đói đỏ mắt, xông lên cắn xé chiến đấu. Nhưng điều này cũng làm cho đám người tả tiểu đa thu hoạch ngày càng nhiều. Không thể không nói, đây thật sự đúng là một chuyện hết sức mỹ mai, nhưng lại có ý vị sâu xa. Ý vị sâu xa mà họ gọi, ước chừng là chuyện này. Trong cuộc sống này, quả thực là quá có thị trường, quá phổ biến rồi. Bọn họ đều không có nghĩ tới một chuyện. Cho dù người khác là con của ngự tọa, chiếm được lợi thế, được quan tâm đặc biệt, vậy thì có liên quan gì đến bọn hắn đâu? Hoặc là đặt tay lên ngực, tự hỏi, con ngự tọa có nên nhận được quan tâm đặc biệt hay không? Đưa ra câu hỏi như vậy cho dù hỏi ngay trước mặt, cũng sẽ trả lời rất rõ ràng. Không liên quan gì đến ta. Con ngự tọa cần phải nhận được quan tâm đặc biệt. Đây vốn là thực tế không cần nói ra, là nguyên tắc mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng ở đây lại trở thành nguồn gốc tội lỗi. Cho dù vì hoàn cảnh ảnh hưởng, một chút quá quắt tồn tại trong nhân tính vẫn luôn tồn tại. Toàn bộ quần long đặc mạch, khí vận long xông ra khỏi địa mạch, tổng cộng được 36 con. Tại tiểu đa cũng không lấy thêm chiếm nhiều, cũng chỉ lấy được 9 con mà thôi, hơn nửa phần lớn là do những người kia dám động thủ cướp của hắn mới xoay ngược cướp đoạt. Nếu tả tiểu đa giải phóng trái buộc toàn lực đánh cướp, lấy tốc độ và chiến lực của hắn ít nhất cũng có thể lấy được 15 con trở lên. Mặc dù cách làm của tả tiểu niệm không khác nhiều với tả tiểu đa, nhưng vẫn còn có người muốn giành việc làm của nàng. Cứ thế sau từng làn sóng chiến đấu, khí vận long tự động vào người, cuối cùng cũng lấy được 6 con. Lý Thành Long cũng có hai con khí vận long vào tay, về phần những người khác như đám người Long Vũ Sinh, thì 12 người, mỗi người một con. Chu Vân Thành lấy đi một con, Hoàng Thất lấy đi một con. Nếu Chu Vân Thành cũng được tính là một thành viên trong đội tả tiểu đa, như vậy đám người tả tiểu đa đã thu được tròn 30 con khí vận long. Cho dù không tính Chu Vân Thành, đám tả tiểu đa vẫn có được con số đỉnh mức cực kỳ lớn, 29 con. Con số như này, chiếm tỷ lệ như thế quả thực chính là khủng bố cùng với toàn bộ 15 tinh quân đều mất mạng, khí vận long đều có chủ của chúng. Quần long đặc mạch đã không có gì cần chiến đấu đáng để nói. Thế nhưng, địa mạch chi lực vẫn còn đang tiếp tục tuôn ra không ngớt. Mặc dù đã không thể hình thành hình dạng rồng, nhưng phần lực lượng này vẫn không thể khinh thường. Chỉ là có ít người có thể lợi dụng mà thôi. Người dĩ nhiên khó mà lợi dụng, con rồng nhỏ lại không ở trong loại này. Nó uống lượng giữa không trung huyện hóa ra thân hình khổng lồ, ước chừng chiếm cứ khu vực mấy chục ngàn mét. Bất kể nơi nào có khí mạch xuất hiện, tất cả đều một ngụm nuốt hết. Hiện trạng này làm cho con đồng nhỏ hạnh phúc đến mức, cảm thấy long sinh đã đạt đến cao nhất. Nhất là sau khi tả tiểu đa lại chia lãi cho nó mấy giọt mát mát, cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc của con đồng nhỏ càng dâng cao hơn, trực tiếp nổi tung. Cảm giác trung thành càng là tăng vọt một hơi, tới trình độ siêu cấp mấy chục ngàn phần trăm từ xưa đến nay còn có lão đại nào có thể đối tốt với tiểu đệ của mình như vậy không chỉ có tả lão đại chỉ có tả lão đại mà thôi lão đại vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế con rồng nhỏ ở trên cao không ngừng gào thét tài tinh không xa xôi bên kia trong bắt đầu cùng sự suy yếu chưa từng có của tổng cộng chính vị đại năng trực tiếp đưa đến thiên tượng dị biến. Toàn bộ chiến cung bắt đầu từ trên xuống dưới, có một người tính một người, tất cả đều hoảng đến bức người. Tại sao chính vị lão đại lại cùng nhau hôn mê? Hơn nữ tu vi cảnh giới trên người lại như lăn lộn, cũng giống như đang rơi chuối xuống đất. Chiến cung lập tức bẩm báo tình huống này lên, sau khi đại năng nhiều nơi tới xem xét, nhưng vẫn không có kết quả yêu sư côn bằng mới tự mình đến xem xét kết cục. Kết quả bên này còn chưa kịp sắp xếp đầu mối, đã nhận được báo cáo mới. Nói là chiến cung Nam Đẩu cũng xuất hiện tình huống tương tự, mời yêu sư qua xem. Yêu sư côn bằng chuyển động suy nghĩ, sâu chuỗi tất cả hiện trạng. Nhưng thật ra rất nhanh đã hiểu rõ tất cả, vương người đứng dậy thở dài. Nam Bắc tình đấu, thập ngũ tuyệt sát trận, ai tình đấu sát trận một tiếng thở dài rồi trực tiếp trôi đi vào cung yêu hoàng thái tử người hiện tại quản lý cung yêu hoàng tiến đến hỏi thăm yêu sư chỉ thở dài nói một câu nam đẩu bắt đẩu chiến lực đã phế nếu không muốn để cho bọn hắn bị kẻ tiểu nhân làm nhục xin thái tử điện hạ để bọn hắn bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi các vị đại yêu nghe đều đồng thời ngây người, đầy mắt, đầy mặt, đầy người đều là không thể tin. Mấy triệu năm khổ tu, bây giờ tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí tinh thần nam đổ mắt đổ trên trời, sau khi thập ngũ tinh hồn rút, đã thoát khỏi sự kiểm soát của thiên đình. Tỉnh tâm tự do rồi, từ đây thiên đình không đầy đủ, chù thiền tình đấu không trọn vẹn. Yêu sư côn bằng thở dài. Đây là số trời, phản vệ sau khi mạnh mẽ nghịch ý trời, chính là số trời. Sư phụ à, trên khuôn mặt đẹp đẽ của thái tử đều là vẻ không cam lòng. Còn có cách nào xoay chuyển tình hình hay không? Quân bằng đáp. Nếu bây giờ, hai vị bề hạ không bế quan, còn giữ được thần trí minh mẫn, hoặc có thể lấy danh nghĩa thiên đình chính thống, dùng chuông đông hoàng cùng hà đồ lạc thư trấn áp khí vận, dùng hoàng uy hiếp khôi phục tinh thần, giữ cho Chu Thiên nguyên vẹn. Là từ hồn nguyên do 15 tinh quân phân hóa, một lần nữa và vị trí sao nam đẩu bắt đẩu, khắc phục hậu quả. Thế nhưng hai vị bệ hạ đã bế quan nhiều năm. Sau này chỉ cần trải qua thời gian khôi phục nguyên khí mấy năm, tinh thần có thể căn cứ quy luật viễn cổ mà vận hành, tự thành hệ thống, thập ngũ tinh tương liên, vắt ngang trời cao cho dù là bề hạ tỉnh lại, cũng đã chậm rồi. Dư sư than một tiếng, vẻ mặt hiện ra một chút ảm đạm. Lúc cuối cùng có chút hy vọng có thể trở về quy tổ, nam đậu bắt đầu tinh quân, vốn có thể vì yêu tộc nâng cao chiến lực, là để xảy ra sơ xuất lớn đến vậy. Kết quả này hiện trạng này làm cho trong lòng hắn tràn đầy bất an. Hắn đã vừa thử hạch toán thiên cơ, là phát hiện thiên cơ hiện ra vẫn quay về hình dạng hỗn độn, tuyệt nhiên không thể đo lường tính toán. Bất kể nhìn thế nào, nơi nơi đều là một mảnh mờ mịt. Cũng không biết đây là hậu quả để lại do mạnh mẽ nghịch ý trời hay là điềm báo nào khác. Trước, tạm tìm phương hướng, mọi chuyện đợi sau khi quay về rồi hãy nói. Trong đại điện Nguy Nga lộn lẫy, lâm vào trong một mảnh trầm lặng. tại Thượng Kinh, trên Đại Lục Tinh Hồn, trong một khu sống nghèo. Trên danh nghĩa lệ thuộc vào vu minh, thực ra từ đầu đến cuối đều là 15 vị trưởng môn tinh môn của yêu tộc. Và lúc này, từng người đều toàn thân đẫm máu, 15 người học máu không ngừng, phun ra từng ngụm lớn, làm cho trên người lẫn nhau đều bị nôn đến máu tươi đầm đìa. Hơi thở trên người cũng đang không ngừng trượt xuống. Thế nhưng tu vi đã trượt xuống, đau đớn trong cơ thể lại kém xa nỗi đau đớn trong lòng. Hai mặt nhìn nhau đều là một mảnh mờ mịt, tuyệt vọng, cùng với không thể tin. Thất bại rồi. Tất cả các tinh quân đều vẫn lạc. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao lại xảy ra? Rõ ràng đã lây chuyển được bố cục thiên đạo. Rõ ràng tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Các vị tinh quân lấy hợp đạo đỉnh phong vượt khỏi hạn chế bố cục thiên đạo tiến vào thần xác đã sớm chuẩn bị, thần xác cho dù bị xâm nhập cũng sẽ không phản kháng, khiến cho tinh quân xâm nhập thì không thể phát huy toàn bộ thực lực. Rõ ràng là tất cả, tất cả đều đã được tính toán vô cùng tinh tế, tỉ mỉ từng chút một. Rõ ràng phải là lấy dao mổ trâu giết gà, Phi Long cưỡi mặt. Vậy mà lại thất bại, làm sao lại thất bại được, là tinh quân đấy. Tổng cộng 15 vị tinh quân cứ biến mất vô thành vô tức như vậy sao? Toàn bộ biến mất. Rất lâu sau đó, mọi người mới toàn thân yêu ớt tỉnh lại nhìn nhau. Khuôn mặt mọi người đều là tuyệt vọng ngơ ngác không biết để đâu. Tương tự khuôn mặt còn có u ám không nhìn ra hình người. Có mấy người vừa mới đứng dậy là lập tức đặt mông xuống đất, tiếp tục phun máu. Tù vị của đám người điên cuồng giảm xuống 95%, sức mạnh thần thức sức mạnh linh hồn hiện ra giống như rơi xuống bách núi, rơi thẳng xuống đáy biển. Mà dáng vẻ suy yếu này lại không có cách nào thông qua trị liệu khôi phục đơn thuần. Bây giờ trạng thái của mỗi người còn suy yếu hơn lúc trọng thương sắp bỏ mạng. Tàn tác toàn diện, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này ngay. Tham lang bà bà cố gắng đứng dậy, hai chân vẫn còn không ngừng run rẩy. Khu vực này không thích hợp ở lâu mọi người cũng chống cự đứng dậy. Thất bại rồi, cố gắng cả đời này đều đổ sông đổ biển. Nhưng mà, còn một mạng. Mạng này của mình còn quan trọng hơn cố gắng cả đời này. Không thể cũng mất được. Giữ lấy sinh cơ mới có thể nói đến tương lai. Bọn họ còn có nhận thức trong đầu, vô số bí thuật pháp môn liên quan đến tinh môn. Trước đây vì mong giải quyết dứt điểm hiện tế tất cả con em bên cạnh cho vô số đại trận. Bây giờ trừ bản thân bọn họ, ở lại tinh môn cao dai của đại lục tinh hồn, không còn người khác. Cho dù vì truyền thừa của tinh môn, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bọn họ cũng bắt buộc phải sống sót kéo dài hơi tàn. Chỉ cần sống sót trở về, tự nhiên có cách trị thương, hồi sinh tinh môn. Mà càng vào lúc này, bóng người đột nhiên lóe, trong sân chợt nhiều hơn một bóng người người đến chính là một thanh niên người này đang chắp tay sau lưng chầm rãi bước đến chư vị giây phút cuối cùng của các người đã đến nghịch thiên cãi số có lúc bị cắn trả ta phụng mệnh đến trước đón các người đi thẳng đến khu vực cuối cùng người là ai ánh mắt mọi người đều kinh ngạc thanh niên này xuất hiện giống như từ hư không mà ra tu vi thần thức nguyên hồn của mọi người đều tiêu hao rất nhiều nhưng kiến thức mắt nhìn người thì vẫn còn đối phương bất ngờ xuất hiện thậm chí là ở ngay trước mắt mắt thấy rõ ràng nhưng mọi người đều cảm thấy đối diện chỉ có một đám không khí cấp độ tu vi như vậy tại hạ du đông thiên người đời gọi là hữu lộ thiên vương du đông thiên nhàn nhạt, nhạt mỉm cười Ta còn cho rằng đến thu nhận 15 chuẩn môn, tranh đến ném quần bỏ chạy. Kết quả các ngươi là là 15 tên như này, chơi đùa ý trời thú vị hay không? Lời này không chút giả dối. Lúc này Du Đông Thiên thật sự vô cùng thất vọng. Nếu sớm biết nhiều nhất là 15 tàn binh bại tướng đang nguyên anh biến như vậy, nào còn cần hữu lộ thiên vương mình đích thân xuất hiện sao? Quá là mất giá rồi. Nhưng tình đấu sát trận lúc đầu cao thủ phi thiên hợp đạo chết nhiều như vậy, hắn chính mắt nhìn thấy. Nếu mình không đích thân qua một chuyến, lỡ như bị người khác giết người thì làm sao? Cho nên xung phong tình nguyện, chiến thắng Vân trùng Hổ đánh lui Bạch Vân Đoá, cuối cùng mới giành được công việc vừa ý này. Bây giờ xem ra đúng là cái rắm. Hữu Lộ Thiên Vương Ngay được tên này, thân thể đám người tham lang bà bà miễn cưỡng chống đỡ, cũng không thể tiếp tục tất cả đều sụi lơ ngã xuống. Hữu lộ thiên vương, cây đại thụ này đích thân ra tay. Chuyện này cũng quá là xem trọng bọn ta rồi. Lẽ nào, bình thường hữu lộ thiên vương rảnh rỗi như vậy ư? Quả thật, bọn hắn không biết hữu lộ thiên vương bị tinh đấu sát trận của bọn hắn làm sợ hãi. Dù đồng thiên thở dài một tiếng, động tay áo, đã bắt đầu cuốn 15 người nghênh ngang mà đi. Ngay cả nói cũng không muốn nói, vốn muốn lập công to, kết quả là có lẽ công lao vẫn có, nhưng mà mấy tên như vậy chỉ là bổn thiên vương đích thân chạy qua, thì lỗ vốn rất lớn đó hiểu chưa? Quá là mất mặt. Rõ ràng chuyện có thể phái hóa vân đến là có thể hoàn thành. Ôi, chuyện này tròn vẹn rồi quá là mất giá. Mà lúc hủ lộ thiên vương gần như vừa mới dẫn 15 người đi, ở dưới tuyệt hồn nhai, lúc quái vật đó đang tuổi thân tự mình chữa trị đột nhiên tinh quang nổ tuôn tóe từng đám khí vận chi lực từ trên trời rơi xuống quái vật đó thấy vật mà mình thích không nén nổi vui mừng quá lớn vậy mà là sức mạnh công đức quá bất ngờ lẽ nào những việc mình làm trong thời gian này trời đất vui mừng lại tích lũy nhiều công đức như vậy sao nhẫn nại nhiều năm tu luyện rốt cuộc cũng có kết quả chù yểm ta Ta bây giờ cũng là thú có công đức rồi. Cảm động quá. Quả nhiên thiên đạo chí công. Có trả giá thì có báo đáp. Trước đây thê thảm bao nhiêu. Bây giờ lợi ích dày bấy nhiêu. Lúc đang hao hức, trong chờ sức mạnh công đức đến gần. Từng mãn khí vận nồng đượm đó gần như hình thành khí vận thực chất. Cuối cùng, xuống tới đỉnh đầu. Quái vật chu yểm không đợi được nửa ngửa đầu, mở rộng cái hàm to lớn dùng lực hút ôi hút không vào sao có thể hút không vào chứ hắn duỗi đầu lưỡi dài ra liếm thử thăm dò ồ liếm không tới không được ta không tin ta không liếm được ta hung ác liếm ta liều mạng liếm ngay cả thử như vậy hoàn toàn không thu được hiệu quả trong lòng quái vật chu yểm càng hoang mang khu vực này mình ta là người sống công đức đến gần không thể là bắn tên không có đích sao có thể Bỗng khí vận chi lực đó xuất hiện hiện tượng xoay tròn cực nhanh, thu nhỏ, sau đó vèo vèo, theo một bên mặt của mình thẩm thấu vào. Thẩm thấu vào rồi. Con mắt quái vật lớn như căn nhà, theo sức mạnh công đức mà nhìn xuống trong mắt đầy kinh ngạc. Giữa dưới cầm dưới của mình, chính là máu, nội đan, não, hồn lực còn có nguyên lực của mình, kết thành cái kén nhỏ đó. Mà nhiều khí vận chi lực như vậy toàn bộ lại tiến vào trong cây kén nhỏ trong một khoảnh khắc quái vật chu yểm hiểu rõ hiện thực trước mắt trực tiếp tán loạn trong gió nó trợn mắt lớn như căn phòng nhìn chăm chăm cây kén dưới chân mình trong mắt toàn là một mảng tán loạn và ngơ ngác nếu nó có tài năng của tả tiểu đa ước chừng sẽ nghĩ ra một giai điệu hoàn mỹ đã từng sở hữu từng mất đi từng khó khăn lựa chọn Thời gian ngày nhớ đêm mong, giữ trong tim mãi không mất đi. Ai có thể, ai có thể nói cho ta biết. Cái gì là cái gì? Cái gì là cái gì? Thần trí của Tần Phương Dương mơ hồ đã lâu nói với mình. Linh hồn mình đang lang thang phiêu bạc trong tinh hải. Không biết đã đi qua bao nhiêu nơi, trải qua bao nhiêu thế kỷ. Cuối cùng, cuối cùng lần nữa đã cảm nhận được sự tồn tại của thân thể Hắn thử cử động, trên người không hề có đau đớn nào truyền tới. Thậm chí cảm nhận phản hồi gửi đến mình là thân thể hoàn hảo. Tù vị bên trong giống như muốn nổ tung biên độ thăng cấp siêu lớn. Sức mạnh uy năng mạnh mẽ với số lượng siêu lớn từ tứ chi bách hài trào ra. Mỗi lỗ chân lông đều đang căng tràn sức mạnh đến giới hạn lớn nhất trong cơ thể mình. Chịu đựng sức mạnh uy năng mạnh mẽ như vậy với nhận thức của bản thân Tần Phương Dương thân thể nhỏ bé tuyệt đối không bất ngờ lập tức có thể bạo nổ mà chết còn là kiểu chết mà xương cốt không còn thảm không thể tả lẽ nào ta hồi quan phản chiếu nhất thời thần trí trở về về cảm nhận được cái chết của hiếu cùng cũng sắp đến gần sao chưa suy nghĩ xong tần phương dương càng cảm thấy sợ hãi kinh mạch mình lúc mình hoàn toàn không hay biết gì xảy ra chuyện gì có vẻ nhận được sự cường hóa mở rộng gấp trăm ngàn lần hắn cảm nhận được rõ ràng trên dưới toàn thân, ở đâu cũng thoát thai hoang cốt. Tu vi mình không chỉ mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Gần cốt, máu thịt, không chỉ mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Kinh mạch, không chỉ mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Sức mạnh chiến đấu có vẻ cũng vì vậy mà tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Mà lúc nhận ra điều này, suy nghĩ đầu tiên của Tần Phương Dương là Thật tốt, có tu vi như vậy, là có thể đánh tên đề tiện tả tiểu đa, nhất định phải đánh cho mông nó bột bột thành bốn cánh hoa sau đó mới cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ có chút không đúng điều đầu tiên mình nên nghĩ lẽ ra nên là à, đúng còn có báo thù còn có rất nhiều rất nhiều chuyện quan trọng hơn ta bị người ta hãm hại bị người ta đánh lén những học sinh đó của mình có đến báo thù không nếu bọn nó tới đối mặt với những người kia chẳng phải cực kỳ nguy hiểm rơi vào nguy hiểm hay sao Tần Phương Dương nghĩ đến đây, muốn trở mình đứng dậy, nhanh chóng tìm học sinh đó để xác thực. Sau đó mới kinh ngạc phát hiện ra, mình đang ở chỗ nào? Hình như vật giống như sợi bông, bao phủ lấy toàn thân mình. Là chuyện gì? Thử duỗi tay, thử dùng lực, cảm thấy mình có thể xé ra. Vậy còn chờ gì? Tự mình dùng toàn bộ lực. Rẹt. Chiếc kén khổng lồ bao bên ngoài lập tức bị Tần Phương Dương xé toạt. Mà sau khi xé ra, hình như có cái gì trắng trợn thẩm thấu vào cơ thể mình. Mà thứ vốn dĩ bị mình xé ra lại giống như dòng nước, thuận theo da mình chui vào cơ thể mình, sau đó hóa thành sức mạnh cực kỳ tuôn trào, chảy tán loạn toàn thân. Tù vi công thể lần nữa tăng lên. Đây là chuyện gì? Tần Phương Dương ngồi dậy, nét mặt ngơ ngác trầm tư. Hình như ta được gặp chuyện gì rất ghê gớm Mỗi tông mỗi việc đều vượt ngoài nhận thức của lão tần ta. Sau đó thì cảm thấy hình như nhiều chuyện không đúng lần lượt kéo tới. Lúc chậm chậm ngẩng đầu căng mắt, vừa nhìn đã thấy tối thiểu có hai con mắt to như căn phòng đang treo lơ lửng phía trên người mình. Mình giống như soi gương, rõ ràng thấy được hình dáng vẻ mặt mình đang xuất hiện trong con mắt khổng lồ đó. Xưa cho cùng tần Phương Dương là giáo viên mẫu mực, cho dù bên ngoài lúng túng như vậy Vẫn không nói ra lời mắng người được Lập tức nói Bà nội ngươi Đây là gì Sau đó thấy rõ ràng thần sắc trong hai con mắt to Có chút tính người Vốn dĩ là tràn đầy buồn rầu Âm ức ngơ ngác tuổi thân khó hiểu Bây giờ lại thêm một chút vô tội tức giận Và dám phẫn nộ nhưng không dám nói Đây là chuyện gì Rõ ràng là ta bị dọa mới đúng Người tuổi thân gì chứ Người tức giận gì Ta luôn hôn mê, sao ta đụng chạm tới ngươi được? Đến nỗi ngươi lộ ra biểu cảm như vậy sao? Dưới sự kinh ngạc to lớn, Tần Phương Dương nhảy phắt lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình phất vơ, chỉ là một luồng khí đã bay đi hơn ngàn trượng. Từ khi nào ta lại lợi hại như thế? Sau đó Tần Phương Dương mới nhìn thấy, quái vật này đang lộ ra bên ngoài, có thể khiến cho người ta nhìn thấy toàn bộ thân hình. Đây là một con yêu thú thể tích to lớn đến khiến người ta khó mà tưởng. Chỉ là con mắt đã lớn bằng căn phòng rồi. Vậy thì toàn bộ cơ thể nó lại to tới mức nào? Có thể tưởng hình thể siêu khổng lồ mà có thể hình dung ra được. Khổng lồ của khổng lồ. Nhưng làm sao ta lại dưới cầm của thứ đồ chơi này? Ai có thể giải thích cho ta chút không? Và lúc này một luồng tinh thần lực rõ ràng cuối cùng truyền đến nhân loại kia người tỉnh rồi sao không cần phải nghi hoặc là chính ta đã cứu người người cứu ta tần phương dương không khỏi theo phản xạ hỏi ngược lại rất nhiều biến cố này theo não truyền đến khiến tần phương dương hoàn toàn suy nghĩ không thông thậm chí bỏ sóc thân thể mình rõ ràng trọng thương phải chết không những chưa chết mà còn có thể thoát thai hoáng cốt tu vi công lực tăng mạnh tăng đến mức hắn hoàn toàn khó mà tưởng tượng không dám tưởng không tưởng tượng được. Nếu không có kỳ ngộ thích hợp, tuyệt đối không đạt đến hiệu quả này. Đúng, ngươi là quý nhân của ta. Tinh thần lực của yêu thú to lớn dùng từ ngữ khó mà biểu đạt rõ. Nhưng câu này khiến đầu óc của Tần Phương Dương càng tốn chất xám. Ta là quý nhân của ngươi. Lời này là sao? Xét từ đâu vậy? Cách nói chính xác, không phải nên là hắn là ân nhân của ta, là ân nhân cứu mạng ta sao? Trong lời nói của yêu thú chu yểm tràn đầy ủy khuất Cuối cùng Tần Phương Dương hiểu rõ ngọn nguồn đầu đuôi sự việc Nhất thời không biết Mình nên nói là may mắn hay là không may đây Nhớ lại ngày đó Mình nổ hết năm phân thân Công thể gần như phá hủy hoàn toàn Cuối cùng giành được một chỗ trống Nhảy xuống vách núi Người đuổi giết ứng biến cũng nhanh Mắt thấy đuổi không kịp Thì ném binh khí trong tay khiến vết thương của ta thêm trăm cái ý nghĩ cuối cùng là bản thân mình chết chắc mà tên này không biết sống như vách núi dưới bao nhiêu năm thân thể trọng thương của ta trực tiếp ném mất trong miệng tên này sau đó tên này không chỉ không ăn ta mà còn chu cấp cho ta nếu ta không hiểu sai có lẽ là vậy đi còn cho ta ăn tinh hoa máu thịt nội đan ốc của nó yêu thú này sao rộng lượng như vậy những cái này cũng có thể lấy đi mời khách hay sao? Sao tao không thể nào tin nổi, còn nữa yêu thú này đối xử với ta như vậy, sao trái lại ta lại thành quý nhân của hắn? Đối diện với ánh mắt của Tần Phương Dương, yêu thú không lấy làm lạ, bắt đầu giải thích. Giải thích hết lần này tới lần khác, cuối cùng Tần Phương Dương hiểu rõ mọi chuyện từ đâu mà đến. Thì ra là vậy nhưng tức khắc nghĩ đến mình phải lập tức rời đi ở lại đây nữa thì không được người muốn ra ngoài hả đột nhiên yêu thú phấn khởi vậy ngươi có thể dẫn ta ra ngoài một chuyến có được không dẫn người ra ngoài tần phương dương đánh giá hình thể của tên này ít nhất cũng có thể tích siêu cấp của một khu dân cư nhỏ làm sao mà dẫn đi đây yên tâm yên tâm ta có thể biến nhỏ biến rất nhỏ chu yểm lập tức cực kỳ hào hứng ở dưới vách núi này đã lâu rồi nó thật sự ở đây quá đủ nó muốn ra ngoài thế giới to như vậy nó muốn đi xem có thể biến nhỏ rất nhỏ sao cụ thể là bao nhiêu ánh mắt của tần phương dương rất thẳng không cách nào từ chối cho dù người ta một mực khẳng định nói mình là quý nhân của nó nhưng tần phương dương tự hỏi người ta là ân nhân cứu mạng mình ân thú mới chính xác nếu là chút yêu cầu như vậy cũng không thỏa mãn được thì không hợp tình hợp lý nhưng vấn đề mấu chốt là cụ thể yêu thú này có thể biến nhỏ đến cỡ nào suy cho cùng thể tích thực tế của yêu thú này quá lớn nó nói nhỏ nếu chỉ dừng ở cái nhỏ mà nó nhận định nhưng vẫn là khá to thì sao vậy là một yêu thú siêu to khổng lồ mà một con mắt to bằng cái nhà nghe vậy chu yểm lập tức vui vẻ chỉ thấy thân thể nó vụt một cái thân thể khổng lồ như vậy bằng mắt thường có thể thấy nhỏ đi một vòng lại vụt một cái lại nhỏ đi một vòng một vòng xương độc phun ra một vòng xương độc lại phun ra tần phương dương đứng bên trong xương độc không chút tổn thương thậm chí không chút cảm giác không thích hợp cuối cùng sau khi chu yểm phục hơn một trăm vòng cũng ngẩng đầu lên nói như vậy vẫn không được sao?" Ngước đôi mắt to nhìn Tần Phương Dương, bệ oải thở dài. "Có vẻ như còn không được sao?" Trong lòng Tần Phương Dương cạn lời, nếu như so về ngoại hình, người nhỏ hơn trước rất nhiều, khiến ta mở rộng tầm mắt, nhưng bây giờ thân thể ngươi còn to hơn ba cái phòng ngủ, đương nhiên vẫn chưa được, làm sao ta dẫn ngươi vào thượng kinh? Khoảnh khắc đầu tiên sẽ gặp phải đánh lén, còn có thể cho ta một mưu kế làm loạn, không thể đoán trước. Chu Yểm cực kỳ tuổi thân thở dài. Nếu dáng vẻ này vẫn không được, vậy ta biến thành dáng vẻ nhân loại các người nha. Nói rồi cực kỳ tuổi thân co rút mũi. Trong lòng Tần Phương Dương lập tức dâng trào một mảng trạng thái xả giao với chó. Người có thể biến hình, còn đợi gì chứ? Lẽ nào nói hóa thành hình người, giống như đối xử tệ với người sao? Sương mù lại dâng lên, quét qua trước mặt Tần Phương Dương như thêm một người đàn ông vạm vỡ thân cao khoảng 2m7. Toàn thân là cơ bắp, thư vương víu trên đầu, một cọng tóc cũng không có. Toàn thân trên dưới trần truồng, cái thứ to lớn đó đồng đưa dưới eo. Như vậy thế nào được chưa? Chu yểm khoe cơ bắp, nét mặt dương dương tự đắc, gập cánh tay. Nửa bên người dùng lực lập tức phình ra một cặp mông đầy cơ thịt. Tần Phương Dương cảm thấy mắt mình sắp mù rồi vẫn là phải che đi một chút. Tần Phương Dương chỉ vào chỗ nào đó. người cứ như vậy ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại vì tội không đứng đắn. như vậy hả? Chu Yểm bị dọa sợ lập tức thở dài, trực tiếp dùng linh khí nén thực vật lại, làm ra một tấm gỗ lớn bột che lại thân dưới. như vậy được rồi chứ? phía sau. Tần Phương Dương cạn lời chỉ vào cái mông, cũng phải che. Ôi trời, nhân loại các người thật là phiền phức. Vì sao ta không thích biến hình? Chính là vì không chịu nổi những quy củ, quy định cứng ngắc này. Chu Yểm lầm bầm vô cùng bất mãn. Rõ ràng cái thân thể đẹp đẽ hùng vĩ như vậy. Tràng định lực hấp dẫn của giống đực là phải che đi vị trí hùng vĩ nhất. Phùng phí của trời biết bao. Tần Phương Dương ngao ngán thở dài. Những không gian của ta đã bị hủy rồi. Trước tiên chúng ta ra ngoài Đến lúc đó gặp được chỗ dân cư, người trốn trước. Ta nghĩ cách tìm cho ngươi hai bộ quần áo. Nếu đã muốn gia nhập vào đám đông, thì phải tuân thủ theo nề nếp của nhân tộc. Không có quy tắc nhất định nói gì đến xung quanh. Chu Yểm nghe thì vô cùng sung sướng. Được, được. Tiến lên trước, Chu Yểm mở miệng. Xương độc mà toàn bộ khe sâu tích trữ nhiều năm như vậy, hút vào trong miệng, lập tức trong miệng chuyển động ào ạt sau đó duỗi tay từ trong miệng móc ra một viên trân châu màu đen trơn nhẵn hỗn tạp vô số nước bọt rất hào phóng chuyển qua nè quý nhân cái này tặng cho ngươi nhìn nước bọt dính đặc quánh phía trên ngửi so với mùi vị nhà vệ sinh nam lộ thiên của trường 10.000 học sinh phơi nắng sau mưa bốn năm ngày thì còn phức tạp khó ngửi hơn gấp mấy chục lần tần phương dương gần như sắp khóc mùi vị này cũng quá đặc biệt rồi đi nhưng mà đây có vẻ là thứ tốt thậm chí là cấp độ phẩm chất còn quý hiếm hơn mộng ảo đến cuối cùng tần phương dương nén cơn buồn nôn nhận viên trân châu đen đợi khi gặp tả tiểu đa ta tặng vật này cho nó là được thằng nhóc đó xưa nay không có liêm sĩ gì kiểu đồ vật này cũng chỉ có giao cho nó mới bổ sung cho nhau tăng sức mạnh mới có chỗ dùng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất tần phương dương không nghi ngờ gì tùy ý dẫn chu Uyển bay ra ra ngoài rồi không thể nào làm loạn ngươi biết chưa đây là điều tần phương dương sợ nhất nhìn cái bụng to của tên này ra ngoài ăn một người của khu chung cư chưa chắc có thể lưng bụng của nó đâu được không thể làm loạn chu yểm gật đầu có vài chuyện ta nói không thể làm thì ngươi nhất định không thể làm không thể làm Ngươi phải nghe lời ta. Ngươi là quý nhân, đương nhiên nghe lời ngươi. Sẽ không nuốt lời chứ. Sẽ không. Chu Yểm vui vẻ bước đi bàn chân to khoảng 60 mét, Cót két đi trên đường núi. Tâm trạng vô cùng sao động, chỉ muốn hát một khúc. Chu Yểm ta ra ngoài rồi, cùng với quý nhân của ta. Mặc dù còn chưa xác định phải là quý nhân hay không. Càng nghĩ càng hưng phấn, trạng thái đi đường cứ nhảy nhót tấm gỗ bên dưới phía trước theo từng lần mà đung đưa. Lúc rớt xuống, tấm gỗ bên dưới phía sau lại văng ra sau. Vừa đi, hai tấm gỗ nhịp nhàng đập vào hai chân và cặp mông, bột bột bột. Tần Phương Dương đen mặt đi phía trước. Nhất định, nhất định, nhất định phải nhanh chóng cho hắn mặc quần áo, mất mặt chết đi được. Ta là giáo viên, phải làm tấm gương cho người khác. Chuyến đi này, nếu bị người khác nhìn thấy, chỉ nhìn thôi thì còn đỡ, nếu bị người khác chỉ nghe mà không thấy, đó mới là tai nạn. Kết thúc tập 305 bộ truyện Nắm Thiên Cơ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.